Trước khi nhà thuốc thăm khám và kiểm tra mức độ tiến triển của bệnh nhân sau 20 ngày đắp thuốc nam của nhà thuốc, thì trên phim ngày trước thể hiện bệnh nhân bị vỡ xương gót bên phải, hình ảnh xương gót vỡ làm nhiều mảnh. Sau khi bệnh nhân đã bỏ được 20 ngày thì hôm nay nhà thuốc xuống kiểm tra và cho bệnh nhân tập đi lại nhẹ nhàng. Chào anh nhé. Anh vào kiểm tra cho anh có tình trạng bó chân gót. Anh bó lá được bao nhiêu ngày rồi? Bó lá thì có 20 ngày rồi anh lá. Hiện tại đi lại chưa? Đi lại nhưng mà nó chưa được ngon lành lắm. Đây, em quay gần đây. Hiện tại thì đưa chân kia đây. Hiện tại đây hai chân thì chân này hơi sưng một tí này, hàng ngày vẫn ngâm nước muối nốt thì cái nếp da ấy là nó cho non được. Đi lại có nít nữa rất nhiều nhưng mà nói chung là mình chịu được tất cả cái gót này là anh lấy ba chân này, lấy một chân, lấy một chân, lấy mạnh không? Ở đâu nó không này. Xương can tốt rồi nhé, anh em một ngày lòng nhé. Có lúc đi thì nó rất là lại, có lúc đi thì nó chưa được. Vâng. Đi thoải mái, đi đi một hai bước nha, đi xa quay lại nha. Rồi đi này. Rồi đi vòng nữa. Hai bên này xương là can tốt rồi. Mấy bạn cảm sợ có đeo bó lên mà được. Anh thì, đi lại bình thường rồi nhé, thì hàng ngày vẫn ngâm mấy lá cho em dắt đấy, lá nốt ngày thì trong cũng tần nhé. Chưa ngày trước anh bị hay đi, ngày trước anh đi đâu mà vừa con này làm trượt chân đúng không, xương ngón chân và bàn chân và cổ chân hơi cứng nhé, anh chụp ngâm kia thêm thuốc nhé. À, anh khỏi hoàn toàn đi lại bình thường. Càng tốt rồi. Đi đâu đau không anh? Không như thế này không đau. Là xương anh là càng tốt rồi. Anh cố gắng ngâm thuốc em thêm một thời gian nhé. Học cái... Lúc cái... này đi đấy. Vâng, khỏi bình thường, đi lại trường. Còn là chào anh nhé. Cùng anh luôn. Vâng, chào anh nhé. Hôm nay mình có thể kiểm tra cho anh có thể có sinh con rồi. Anh em đi trường nhá. Bình thường. Vâng. Anh em đẹp nhá. Đi nhá đi. Nhà tốt rồi. Tuy cảm giác mình giận là nó vẫn mình vẫn phải 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 có phải kiêng. Bây giờ nó phải có thời gian phần nó đi lại, anh đi vòng đấy. Chứ nó không không thoải mái không hiểu như như nó không biết. Vâng, phải có thời gian bình phục mà. Nhưng mà như thế này nói tóm lại là ông ạ khoản là nhanh chứ. Vâng. Công nhận. Là xưa nay là cam tốt là đi ăn bình thường nhỉ. Vâng, em chào anh nhé. Em xin hình ảnh của anh về quá trình với chân gót là cả đây. Đúng rồi ạ. Vâng vâng. Em xin em về luôn.